nên anh lùi bước về sau để thêm tròn, để có thể nào từ xa âu yếm hơn. Càng một sóng bao trâu cũng bé lại vừa bằng một cô gái. Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kề bên dù không nắm tay mình nhìn chung mãi mãi. Và từ ấy anh mất anh không nghe đến lòng. Từ đây anh mất anh hồn nhiên đến lại.